cô không phải ai cũng là cái người mà tu chuẩn đâu, chuẩn tu khó lắm. Là vì đấy, may quá cái cô mà nãy đấy là nó đi theo thầy ở chỗ núi đấy, nó nói đấy là nó vui vẻ đấy, nó biết Phật pháp mà, nhưng mà nói như vậy là nó nể rồi, nói về sư như vậy là nó nể rồi. Con coi cái con vừa cuối cùng này này đấy, làm rồi chết rồi, sao nó tỉnh lại lên Sài Gòn, nó tỉnh lại. Chưa về là cả nhà lên án, thì phải án lại 10 ngày đó. Dần dần con bán chạy trường mà kiếm con bán cái nhà đi. Bán nhà kiếm vài tỷ lên núi Sinh Hoa, thì nhà có một đứa con gái à. Mà mẹ nó cũng muốn cho nó đi xuất giá mà chưa đủ duyên. Chưa có lên núi Sinh Hoa thì nhà. Rồi con bán cho con gần ngân hàng, con lấy tiền tươi ra, con tiêu xài. Rồi bán cái nhà thế được một vài tỷ. Nên đang theo thầy nào, chùa nào ở đây? Thôi, nó liên tri ngày xưa thầy con cũng tốt. Chùa Liên Trì à? Liên Trì ở đây phường 2 đối diện. À phường 2 cái phường Thắng Nhất tên đấy nhỉ? À, đó, bên đây là Thắng Nhất, cái đình Thắng Nhất đấy là thầy. Ông Liên Trì ông tu cái pháp nào đấy? Đức Phật á. Phật. Mà ông cũng thơ một Đức Phật Thích Ca. Con từng sứ thì thơ A Di Đà, con từng truyền ông thơ Phật Thích Ca đó. Muốn ông nào ông mà nhiều thì các cô đọc pháp rồi đó. Không ăn đủ 10 giới thì thôi, thì đừng có mà đến. Thì con ở đó hàng chục năm nè. Cô Tráng nó cũng biết theo thầy hàng chục năm thì chuyển qua đó. Thế là cô bây giờ mới bật sang đây được cái bao nhiêu đời kiếp rồi gặp được cái pháp giải thoát ông Phật thì bây giờ sang đây. Không có chết rồi. Con khóc mà con nhớ thì con nghĩ đến con khóc một mắt ra. Con không biết là con nằm càng ngay luôn rồi. Nó bộ đội thì nguyên rồi, nó bộ đội nguyên. Thầy cũng là quân đội, thầy ở quân đội mà thầy cứ để nó kết bạn là thầy có nhà có cửa có vợ có con này đi hết đây mới mới đi tu đi. Nhưng mà thầy định nói là thầy mà ngành y nó lại bảo thầy thì năm y lắm ngành thế. Không, y là y cũ quân đội chứ có phải bây giờ làm y đâu. Trước làm y quân đội thôi. Để cho nó bớt ăn thịt chúng sinh đi, mấy bọn công an ấy, bọn bộ đội nó ăn thịt thầy như gió. Thầy là làm y trong quân đội, ý thế. Thì nãy nói là thầy làm y trong quân đội mà. Phải nhìn qua bệnh của thầy sư cô là biết rồi. Nói là quân đội, xong lại nói là tàu, xong lại nói là... Thế đấy là nghề của gia đình mà. Tài sản gia đình nên không có... Nói xoáy vào những cái gì? Không xoáy về kể về cuộc đời mình, nó biết hiểu rồi, nó biết bảo. Cứ thật, cứ thật. Bây giờ đi tu mà không nói thật thì vọng ngữ à? Đấy, cứ nói thật, thế là nó vậy nói với cô là cô vẫn còn, nãy cô nói trả lời như vậy là cô vẫn còn có hướng đi về chứ cô không tu ở đây đâu. Nó sẽ dẫn dắt hết. Là vì cô bảo đi một vài tháng này cô về. Và rồi cô chốt lại cái câu sau là xưa đi, cô đi tu chứ cô cũng không có ở gia đình đâu, có về thăm tí này. Dần dần phải cho nó quên đi. Bây giờ ai còn đi vậy thì nó sao được. Bây giờ phải dứt khoát là giờ để cho mày ra, cho mày đầy ngủ rồi, cho học hành đến đại học rồi, đi bộ đội cũng vậy. Thế nó học sĩ quan ra thì sĩ quan ngày xưa thì cô trả, bây giờ làm gì có gì cô cũng phải cung cấp cho nó chứ. Đấy, khổ gần chết. Đấy, khổ đi bòn đi nọt cho nó để kiếm tiền nó đóng học phí. Rồi có khi thiếu điểm rồi này phải mua cả điểm đi. Tôi nả gì quân đội với công an rồi. Tôi ở trong bốn mấy năm tôi đã trong ngành tôi chỉ biết rồi. Nó học hết cái 12 xong nó vào đây xong rồi con mới chạy nó đi bộ đội hải quân. Xuống tàu xong rồi nó lên. Xuống tàu hải quân nó là được hết cái đấy xong nó đi về mới đi học. Hết nghĩa vụ. Nó học trong xong lại học ngoài. Tức là học cái bây giờ nó vào ngành công an hay nó vào vẫn là bộ đội ở cả cái này. Nó là cục bộ công an, bộ quốc phòng. Bộ quốc phòng khác, công an khác chứ. Nó mặc quần áo xanh hay mặc quần áo vàng hay áo công an? Áo trắng quần áo. Thì đấy là bộ quốc phòng đó, là bộ quốc phòng. À vậy áo trắng hay là áo của hải quân đấy, cắt nái là hải quân. Vậy thì đúng rồi. Hải quân mà. Thế nhưng nó phụ trách về cái ngành. Cái đấy là quân đội ngày xưa là chiếm luôn cái đấy của Quỷ đấy. Ngày xưa là giải phóng là ông ấy lấy luôn đấy, còn cái đấy càng có phải cả quân sự của ấy đâu, của Ngụy đâu, đúng không? Nên nó giàu lắm, cái hội ấy giàu lắm, các đái giàu lắm, bây giờ con cao con nhà con thì đi học xong cái hai thí thẳng vào trường học ngân luôn, thẳng vào viện ra luôn, học viện không chạy lại không có hạ số nào chạy hết luôn. Nó học đi vào xong rồi nó lại cần rồi ra ngoài xong con nói mãi, nhờ cả quân sư rồi đó. Thi nó thừa điểm bằng học viện đó. Không, nó qua đại qua quân đội rồi là nó biết rồi. Thế xong rồi nó bây giờ nó là cảnh sát trong cái
biển, cảnh sát cảng bảo vệ của cảng Cát Lái. Chị cũng có nhìn thấy, chỉ vì cái tất cả những cái quân hàm nó gì rồi, nó bao tuổi rồi? Nó bây giờ nó là quân trắng. Biết rồi, nó mặc quần áo trắng là hiểu rồi, nó bên hải quân mà, cảng Cát Lái nó thuộc về hải quân. Và nó bên cảnh sát biển, nó nằm trong cảnh sát của nó là quân an ninh kiểm soát quân sự, để nó nhau hơn gọi là kiểm soát quân sự đấy. Nó bảo thì mẹ cũng đi tu như vậy, ai đi tu vậy làm gì còn gia đình con cháu con cháu với bố mẹ nữa, còn gì mà xã hội nữa. Vậy tao vẫn còn công dân à? Tao vẫn là quyền công dân đấy. Còn tao tu, bây giờ tao đi tu này, là tao đi tao ngồi để tao quay lại cuộc đời, tao đi mua môn cá bán thẻ rồi đi giết nọ giết kia cho thịt chúng sinh để lấy tiền cho mày ăn học. Đóng thì đúng rồi, nó đã về rồi, nó đi học là cô phải nuôi rồi. Tôi tưởng là nó ở trong quân đội nó nuôi luôn đưa cơ, chứ còn về rồi đi học là phải nuôi rồi. Lấy mẹ mà nó nói với mẹ như vậy này. Nhưng nó thì không phải đứa nào, nó này nó đòi nợ mình. Nhớ vậy đúng không? Nó đòi nợ chứ đòi nợ, nhưng mình có được cái gì đâu mà bây giờ nó còn cản trở, cái đen rước nó còn cản trở nên mà nó không muốn nuôi, không muốn vất vả đấy. Bây giờ tí ho hắng là mà nó phải bê này bê xuống chết vào đây tự mình đệ nhau. Chứ đứa nào nó báo hiếu con được cái gì đâu. Đấy thì chứ đứa nào chứ? Ba đứa à? Báo hiếu là bây giờ nó phải ủng hộ rồi thôi. Mẹ ở trong đấy thì mẹ đấy vì cô chưa xuất gia. Thì mẹ bây giờ mẹ già 71 tuổi rồi, cô vào đấy mà nơi nương tựa nào đấy là do mẹ. Chúng con cũng rất muốn chăm mẹ nhưng mà điều kiện là mẹ theo ý của mẹ đúng không, quyền tự do nhân chủ của con người, muốn tu cái gì tu, không ai cản trở đấy, luật pháp cho phép người, chứ đừng có nói là trách nhiệm của con cái. Đúng rồi, đấy là báo hiếu. Mẹ đâu mà thấy vui là tâm an. Thằng ấy bộ đội thằng ấy nó hiểu. Nó cúng cho ông mà thành mười mấy triệu rồi, thằng ấy là có tâm rồi. Lớn rồi. Thằng đấy là thế là cúng tiền cho thầy Bảo Hạnh rồi, nó biết bên mình rồi là thế nào nó phải kết bạn sớm đấy. Còn cái ông kia thì chưa chắc đâu, ông con rồi sư cô thì chưa chắc. Nó đủ duyên, nó bộ đội đấy nhưng mà chưa đủ duyên là nó khó cái bản lắm. Con viết thư cho mấy ông phó giám đốc với giám đốc mà có dám xem đâu. Sợ mà vì ông này ông ở cơ quan mấy ông mới về rồi. Ngày xưa ông ở đây ông đi ông uống này cà phê không, ăn thịt thì ông kiêng này. Ăn ngày bữa ông đi 300-400 cây một ngày này. Bây giờ ông ấy sống khác với người đời như vậy, bây giờ ông ấy đi rồi mình cũng đâu dám gì đâu. Mời con về Tết vừa rồi mời con đến về này, có dám mời lại câu thứ hai đâu. Ông bí thư đấy, đảng ủy đấy, vậy là nhìn thấy mình là khiếp một vành luôn. Nó vì cơ bản mình cũng khéo, bây giờ hàng đàn con mình nó đang phụ thuộc người ta lãnh đạo. Nó là lính mà, bây giờ nó đang lính, mấy đứa đang lính là con rể, con gái lính à, con râu lính. Thầy kia chắc chắn là tôi là không vì ai, con đường của mỗi người mà, mỗi người đều chọn một con đường riêng của mình đó. Các cháu là con đúng rồi. Ông mẹ thì còn đỡ chứ bây giờ mà mẹ mà đòi này thế tiền nuôi chúng mày 25 tuổi thì đến 30 tuổi thì biết bao giờ chúng mày đòi trả được cái công đấy. Đúng không? Mỗi một năm nhá, bây giờ ấy là bình thường một con người phải dùng hết 2 tỷ đấy. Nó tổng kết rồi đấy. Mà nhân với 25 năm thì nó bằng bao nhiêu? Tỷ nuôi một con người nó phải vậy đấy. Nhưng mà nó không bỏ ống được, thế kiệm được, phải bắt được nhân quả mà. Bên ngoài nó tính bây giờ khoảng 2 tỷ. Nuôi một đứa con bình thường thôi là dân đấy. Như con giữa ba giờ con thấy mẹ ngày xưa mà bắt bao lặt tinh đi lão rồi bữa ăn bát bình xôi dương như hết cuộc sống như đến khi đây đủ dương ý dương cứ thương thôi. Ừ. Nó cứ thương lắm của mẹ, mẹ nói con cho sống mẹ thương mẹ con lắm. Để dư lợi của vợ nữa của bác mà không có cho mẹ ăn dưới đây đủ cuộc sống như rau xe ấy thì mẹ này đi. Thì đấy con đây con mẹ đi ai chẳng vậy. Và bây giờ chưa bây giờ là
nương con đội nghỉ ăn trả hết rồi, ở nhà đây với chơi với con với cháu mà nghe tivi với xem đài đó cái gì cứ vậy, vào trong đấy làm gì bảo giờ tôi nói với các con nha, ở miền Bắc thì rét thì 6 độ rồi lúc nắng thì đến 4 mấy độ, thế nào sức khỏe già 60 mấy tuổi thì sao chịu được. Bây giờ quyền con người bây giờ là đẻ các con nuôi gạo các con ăn 3 mấy năm của sư rồi đấy, sư phải chăm lúa vừa đi công tác vừa về chăm lúa đấy đấy, không nói gì nữa. Sao bây giờ cháu nó không được gọi ông nội nữa, không được gọi ông ngoại nữa thì chết rồi, nó biết sau này chúng có hỏi ông nội đâu ông ngoại đâu, bảo ông chết rồi. Vì nó coi ông chết rồi thì ông đi tu rồi, ông họ khác rồi thì nhắc cho nó từ bé đi, đừng có nói ông nội ngoại. Cái thằng này đi vào đây tu này xong rồi là nó đẻ ra một đứa con trai, 2 đứa con trai đầu tiên là nó bị chảy, sau còn đứa thứ hai là nó lớn bây giờ nó đang học nó giỏi lắm, cao to như là phụ nữ rồi, còn đứa 4 tuổi rơi từ tầng 12 xuống dưới đất chết nghèo. Đợt đi con về sang thăm nó, về sau con cứ nguyện nó cứ hấp hối này, xong cứ nói với nó đấy, con ơi cuộc đời vô thường con, sau con cứ nói với thầy thông nào. À, bây giờ thầy mất rồi, bảo thôi thầy dẫn dắt vậy thì thôi con đầu thai thành người là con tu rồi về chỗ sư ông tu ở trong núi đấy, bà thầy ông tàu nói vậy mà một lúc sau nó mất hẳn. Thế chồng nó đi vào đây là tu được 1 năm sau là thoi ra cái thằng con trai mà nó không thèm nhìn, nó ngồi đây nó xem này, bắt chân ngồi thiền này, xem tivi này, nhưng bây giờ người đời nó ăn gì nó đòi ăn đấy đúng không, bây giờ mà đời cho nó ăn chay thì nó ăn chay đúng không, mà gia đình nó ăn chay đâu, nó ăn có mấy 2 ngày 1 tháng thì bỏ gì đâu, do đó nhân quả của nó vậy. Nhưng mà nó ngồi từ bé nó đã ngồi bán già rồi, cứ ngồi đấy xem thôi mà nó không thèm nhìn xương, cứ thế mặt là nó quay về, chứng tỏ nó đang muốn cho mình tu rồi đấy. Và một cái sư cô à, cô ruột của nó trong Sài Gòn đấy, cứ động đến nhìn thế là nó không thèm nói chuyện, mà nó biết theo Phật một tí thôi chứ nó không tu theo pháp mình được, mà vì nó còn đang làm ăn đấy. Vậy nhưng mà nói là chứng tỏ như vậy là tu. Mình vào đây hơn năm nó mới sinh ra một ông cậu nhỏ như vậy. Ai nội đấy, đi thò đi không phải đi sang đâu, đi nồi thật đấy. Nếu mà gọi là biết nồi thật đấy, biết tôn đấy. Vậy nhưng mà bây giờ may nó cứ ngồi, nó ngồi nó xem này. Hôm mới bắt đầu là có cái cuộc điện thoại nó gọi video, nhưng mà người khác gọi cho đấy, bắt đầu nó xem. Nó cháu nhà ông này, làm gì còn cháu đó, nó nào đấy. Và ông này cũng đang ngồi thiền đấy này, đúng soi từ đầu cuối nó đang ngồi thiền. Nó ngồi nó xem tivi nhưng mà nó ngồi bắt chân bắt già. Đấy người này tu, người tu đấy, vì mình vào đây mình ước nguyện. Bảo thôi thì nó không có đứa con trai nào mà bây giờ nó mỗi đứa con gái tồng tành to cao như vậy, còn đứa chết mất rồi, nó rơi như vậy tang thương khổ thân nó. Dạ. 4 tuổi mà nó neo thế nào mà nó chui ra được. Không tìm thấy mà nó neo làm sao, nó neo được cửa chúng nó bảo vệ cẩn thận đó. Thế mà nó neo ra được, nó rơi tọp xuống dưới cảnh cây rồi. Nghiệp nó vậy đấy. Nó chắc nó bị tưởng đấy. Tưởng nó neo thần thông đấy. 4 tuổi thần thông đấy. Độc mặt áo đẹp thôi, cứ thích mà áo cô râu vậy, khó vậy. Thì cái đứa đấy 4 tuổi ấy, khó vậy, mà nó giỏi. Đi học cái lớp ở chung cư đấy giỏi lắm. Thế là nó bị vậy. Sau rồi thôi cũng động viên bố mẹ nó, thôi bây giờ là tất cả vô thường thì sư ông cũng phải đi tu chứ sư ông làm sao ở nhà được. Bây giờ các con tự no các con, và hơn nữa là sư ông mà đi tu thì các con là đỡ phải no. Thôi mà ở nhà này bây giờ chúng nó rủ đi ăn đi đám đi đình thì bệnh tật, mà bệnh tật thì rồi là các con lại phải chăm khổ. Bây giờ nhà nước nó đâu cho ngủ đâu, thế nó bảo là mong sư ông đi tu thì sư ông đi, nhưng mà sư ông làm sao mà giữ cái tuổi nó già tí, chứ mà nó trẻ quá thì đúng là cũng không bỏ tu. Có nghĩa là nó nói mình ước nguyện là mà đi tu thì tu mà giữ cuộc sống nào phải lúc tuổi già như người ta ấy, ít nhất phải 80-90 giờ như mất thì mất, chứ mà giờ ngày xưa này tôi bảo này, tôi nói với các vị nhá, tôi thấy cái thằng bói ở ngoài Quảng Ninh ấy, tôi đi ô tô ra nó bảo là ông này chỉ thọ đến 60 tuổi rồi, thế bây giờ là 61 rồi, thế nó bảo là thôi sư có sợ chết đâu mà sư biết pháp rồi, bây giờ hơn gần 10 năm rồi, cứ 10 năm là tới xuất gia rồi, bây giờ hơn 10 năm rồi mà sống đi dọc cái này thì yên tâm, nó chẳng sợ chết nữa đâu, mà chết thì cũng là rất là ngon rồi. Thế mà nó bảo là sư ông làm gì bây giờ, làm sao sống như người ta ít nhất như vậy. Cụ nội là
thương binh chống Pháp là 60 tuổi mất. Bà nội là đẻ ra của nó đấy, là mẹ mình đây này, là 75 tuổi. Thì mình bây giờ mình sống đi dục quen rồi, bây giờ mình ăn chay được thời gian, mẹ đâu có ăn chay được đâu. 20 năm tu hành sa di đâu, cư sĩ đấy, ông thượng tọa ăn tiết canh, ông quy cho. Thế là cuối lúc chết vẫn bỏ cái giấy quy ra để 20 năm rồi. Như vậy ông thượng tọa cũng vậy nói, bây giờ hòa thượng rồi. Thế bây giờ là sư đã ăn một bữa, mẹ còn chửi con nhiều lắm, thì những chuyện lúc nào kể chuyện xu nghe. Cái lúc bà ấy chết 2 ngày rồi, chỉ thở không nói gì. Con ngồi tâm sự với mẹ cái nằm giới. Tự nhiên bà ấy mở hơi mắt ra này, bà nhìn. Xong bà ấy nổi nước. Xong cái bà rì đằng sau ấy, là em của mẹ vào thăm. Này cũng là mẹ nuôi của con ấy. Bà ấy bảo, bà ấy ghét cho con về cái tu, cái pháp này mà, ăn ngày mới mà. Này, tiền nong chả lo thì không lo gia đình ăn, uống. Bà ấy thì cứ thờ con ông Bồ Tát ở giữa, còn hai bên nội ngoại thì cứ mang thịt chúng sinh cho con ông Bồ Tát ăn thôi. Các em nó chịu, các em nó để gì đâu, mình ra mình biết mình sẽ nói đâu. Thì con nuôi mà này nó rì. Kệ. Thế bà ấy nói câu cái là xong rồi, mới tu có mấy ngày thì đã giảng pháp cho mẹ nghe rồi. Bà nói hình như mẹ con biết. Sau hôm sau bà ấy ở đêm đây với chị gái, xong sau bà ấy về đến khoảng cơ ra 2 cây số bà ấy đến Nẵng luôn. Mà đến bây giờ bà ấy cũng vẫn chưa đi được đấy. Mấy mấy năm này, từ năm 11 giờ đấy. Đấy bây giờ bà ấy vẫn chưa đi được, bà ấy cũng biết lúc biết lúc không. Nhưng mà nói chung là gia đình người ta làm thuốc, làm em bác sĩ cả. Nên chăm món nên là cuộc đời nó vậy đấy. Nói con đấy, chính nói con như này, nhận con là con nuôi này. Mà con cũng phải chịu đắng nút cay đấy. Vì người ta theo nhầm pháp rồi, cứ mang tiền đến nhà cái sư cô đi ô tô, xe hơi để cúng. Bảo bây giờ đi cúng cho cái những sư nó giàu có thì mới được chứ. Phù thịnh như ai phù suy. Phù cái ông đi xin ăn hàng ngày thì ai phù. Phải phù cái ông mà này, sư có ô tô, có chuồn to phần lớn. Tưởng là có phước. Càng chua càng lớn thì càng nhiều người cũng được. Đấy nói vậy thì sau là tôi ngẫm mãi này, nói thật với bà sư cô này, nói thật là cái kể cái chuyện của gia đình mình. Là này, họ không hiểu mình là tu con đường nào. Bỏ hết nương đậu, bỏ hết ô tô đẹp, bỏ tàu thủy hàng nghìn tấn, bỏ nhà biệt thự ở quê, bỏ nhà 6 tầng gần Hồ Tây bỏ. Nó bảo mình là ngộ ấy. Nhưng bây giờ đi vào đây hạnh phúc, biết bao nhiêu người theo mình, thích mình. Là nói thầy nói không còn chính xác, là không còn ai nữa rồi. Nói những ông Phật này, mình còn bằng cái nông bụi chân của ông đâu có được đấy. Nhưng mà mình cũng không có nhận tiền gì. Ngày ăn một bữa như sư cô đi khất thực này cũng vậy thôi. Mà sống thanh thản, nhưng mà này, nhân quả. Nhân quả nó nợ mình, nó về nhà mình. Nó là anh em mình. Đấy nó thật nói vậy. Vậy nên là tôi kệ thôi, chỉ mong là các ông các bà ấy, hay là cô cũng này, sống ấy, thì thôi bây giờ là biết được Phật pháp nhưng phải biết này. Một người mà xuất gia tu hành mà giữ gìn cái luật ấy, thì trong đại thừa nói là phải gì? Phải được mấy họ mấy đời nhỉ? Mấy họ nhỉ? 7 đời. Nhưng mà mình không nói được cho mình, nhưng mà người khác làm gương hạnh cho người khác xem vào mà sống đi dục. Đấy cho bên mình là như vậy, ông Phật ông dạy như vậy. Chỉ mong là họ là làm sao biết được để họ theo, họ đỡ đi. Như rồi mình đi xuất gia bao nhiêu năm rồi, đóng tiền họ bây giờ sở lại ban thờ chứ vẫn bỏ cho cái xuất đình của mình. Tôi họ thích rồi, tôi làm gì họ cao đâu mà các ông này bắt tôi đóng. Mình không dám nói, sao bảo gia đình nó bảo nương của ông để lại cày thôi gì để vào đấy cho họ. Mà họ làm gì có cái linh hồn nào ở đấy đâu mà họ nó mê thì phải chịu vậy. Nhưng mình nói vậy, nói gia đình như xuống đấy mình có nói gì đâu. Nói họ này bảo ông sư này ông ấy nói ngược với người đời. Đấy khó vậy đấy chứ không ạ? Không phải đâu. Với đợi ở nhà nè suốt ngày theo. Nó không chẳng hiểu. Nó không hiểu. Nó thành nó khó ra. Rồi các ông bệnh tật chết cứ chết rồi, cũng 70-80 chết rồi, 80-90 chết. Nhưng mà có chết biết chết đi về đâu đâu. Hôm trước vẫn ăn thịt chúng sinh thì hôm sau phải làm chúng sinh chứ làm sao làm ngày được. Đúng ra như vậy. Thì khó lắm. Sư quá cuộc đời bao nhiêu năm rồi. Thôi đến giờ này sư lên núi đây. 10 giờ kém rồi. Không các sư cô ăn cơm đi, sư lên không.